Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với 7 nụ cười xuân. Hey, yeah. Oh, hey. Yeah. Bây giờ nè, tỷ số hiện tại là 2-1 đúng không ạ? Vâng. Bây giờ còn trò chơi nhỏ, mình vẫn tính kết quả luôn. Đúng rồi. Để cho nó hấp dẫn. Đúng rồi. Đúng. Mình có khả năng lật ngược cái cờ nếu thẳng cái này luôn. Tôi lật luôn cái bàn luôn chứ đừng có lật cái cờ. Hãy chọn đối thủ vì mình chơi thực cặp. Tôi chứ không bao giờ chọn hot girl cầu Bình Lợi. Vì sao ạ? Tôi với em mày sát là thua. Em với Ngân không, chơi. Em nên chơi với lại Thánh Vân. Em sẽ chơi với anh Tiến Luật. Tôi với lại Ngân. Rồi, đồng ý. Cặp đầu tiên mời Hoa Hậu. Hoa Hậu là bên đây nè. Còn bà Hoa gì chứ Hoa Hậu. Đâu, là em đợi con bé ra mà. Hãy nhìn thẳng vào nhau, ngồi xoay hướng vào nhau. Sát vào nhau. Ủa sao chơi gì lạ vậy nè? Thấy người ta nhìn không với ánh mắt thân thiện nè, coi nè. Ủa sao người này sát gần vậy? Nhau. Có dơ không vậy? Luật chơi của chương trình là bắt buộc phải luôn nhìn thẳng vào mắt nhau. Chết tôi rồi. Ủa trời gì vậy ta? Trời, cái này dơ nha. Trời ơi, trò này là tôi thua hết. Một ngầm nước đây rồi. Đây. Tôi không biết như mặt hả? Trò này là tôi thua hết video gì chắc rồi. Chưa chơi mà. Chưa chơi nè. Trời ơi, chết anh rồi. Vinh ơi, trò này anh nhìn mặt. Ngậm thôi. To vô. Trời ơi. Tôi nhìn mặt hết video gì tôi chịu gì rồi. Đợi nào. Trò này mà tôi vừa nhìn mặt anh video kia là tôi chết liền. Đội nào phun trước, đội đó thua. Rồi xong. Không được nuốt nha. Trời ơi, tôi sợ mặt nhìn mặt anh video kia quá, tôi sợ. Ai phun trước thua nha. Ngọc. Phun vô mỏ mặt ta Ngọc. Nè, sát vô. Ai uống cũng thua nha. Uống cũng thua hả? Nước miếng là nhiễu rồi. Phun rồi là mình phải nhả nước ra cho ai mọi người thấy. Không, nước ít quá Giang ơi, nước phải một họng kìa. Một họng, đúng rồi, một họng kìa. Rồi, giờ uống lại đi. Nuốt đi. Nuốt vô. Một họng đầy nha. Đầy hết. Rồi. Đúng rồi. Rồi, rồi. Nhìn thẳng vào nhau. Giá hậu vừa chơi cái quốc ngữ ly liền. Mở bài Happy New Year giùm tôi. Anh là hại đội anh đó anh Lực. Đâu có, tôi chơi đoàn quỷ diệt luôn. Ê, cái này mà không thích là mình phun thẳng vô mặt. Đúng rồi, có thể phun thẳng vô mặt. Ghê quá hả? Trời ơi, cuộc đời em có bao giờ phun nước Hoa Hậu được đâu. Phun nước Hoa Hậu được đâu. Phun ơi kìa. Chỉ phun ra một tia. Ngọc có phun một tia nha. Ngọc có một tia phun ra. Ngọc có một tia phun ra. Trời ơi. Rồi cặp tiếp theo. Vô. Đây dạ. Là anh cho. Đây là anh đi cho. Chết rồi không được. Lại đây. Chạy nước mắt lên nó muốn thắng hả? Em vậy? Có tội gì không em vậy? Trời em có tội tình gì? Bên này bà ơi. Em có tội tình gì chứ? Vô. Tôi với em một lần là một ly. Để em trị ông già này cho. Trời ơi. Không có vui. Đó. Thôi thôi. Dễ gì lắm. Cho cho nó uống nước. Nè, một lần một ly. Hết đâu, hết đâu. Chưa chơi. Rồi một lần một ly. Chưa chơi nha. Chưa chơi mà. Chưa chơi. Chưa theo lệnh mà. Anh làm sao vậy? Hình như Tiến Luật không thích Ngân hay gì á. Không phải. Chết tôi rồi. Tội luôn em sao quá à. Vô. Thôi không chơi nó được không. Vô. Chết bạn. Tội người bạn ơi, chết tôi nhìn nó chết bạn ơi. Không, xoay mặt lại. Ok. Trời ơi. Khi nào xong anh kêu 2-3 đi qua đi. Hai qua. Nước. Hai qua. Tự dữ dội lắm. Em nói là 1-2-3 là kịp luôn đó. Hai mà uống nước. Từ từ khoan mà từ bạn. Ông cứ nghĩ trong đầu Happy New Year quá. Làm sao chịu nổi. Uống nước. Không có gì mắc cười á Ngân. 3-2-1. Bắt đầu. Ha ha ha!
rồi. Anh làm gì anh tắt cái lưng mà vậy? Tôi chịu không nổi thiệt. Rồi. Mày đòi chơi người ta làm vợ giờ với em á lần ơi. Trương Thế Vinh. Không phải anh thề luôn á. Trương anh nói thiệt. Nước lên lỗ mũi lên luôn anh thiệt. Anh ly nào quay lại lại nhưng mà gặp mặt em có duyên quá Ngân ơi, hỗ trợ giùm anh nào. Dạ hỗ trợ. Anh vừa thấy mặt em cái nghĩ tới Happy New Year. Quay qua anh kia thiệt luôn á, em muốn hết đồ luôn rồi đó. Ngực dư dư ngậm một họng bự quá. 2 3 go. Cái mặt như khỉ đâu không dạ cứng cửa lắm dạ dân bình lợi mà đâu phải được đơn giản. Dạ nó đúng câu xì à. Một trong hai người là sẽ bị hứng cái này nè. Cái gì vậy? Ngồi yên. Đó là phải có một người hứng giống em. Phải có một người hứng giống em, phải giữ anh. Ba bạn nữ thắng đội bên kia luôn. Hết đường gỡ. Trời ơi thiệt á, tôi muốn chơi lại lần nữa ghê. Chơi lại lần luôn á. Trời ơi, gì mà phun dữ vậy Vinh. Bây giờ nè, bên mình cử ra một người cứng cửa nhất. Tôi Tố Lan Ngọc. Tố hết. Tố hết luôn. Tố hết là gì, thua hết luôn. Với cây lại. Cây lại nhớ. Có duyên lắm. Chơi. Nhìn cái mặt cây lại có duyên lắm. Ghê quá sợ. Ngồi xuống kia. Trời ơi, ướt một cánh tay luôn á. Nhìn em ướt cái nào nguyên cái này luôn nè. 1, 2, 3 xoay, nắm tay nhìn nhau. Mở mắt ra. Mở mắt ra. Chuyên gia luôn á. Ôi ôi. Âm nhạc. Music. Hey, put đi đừng ngại ngu. Ngọc nước rồi, ngọc nước. Không có. Ngọc nước nhiều hơn anh. Happy New Year. Happy New Year. Ngọc tới còn 3 giây nữa. 3, 2, 1. Put. Ngọc. Gì vậy? Phải làm ba sớm hả? Chịu không nổi. No more jumping. Để đó. Yo, bần gao sơ mi với cái quần hôm qua mà đi làm công sở. Tao nên đi làm công sở. Tao nên. Trời nó ém mà nước ra lỗ mũi luôn ghê thiệt. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ghê quá! Hại luôn mày chơi! Ghê quá! Trò chơi này mình cỡ nào mình cũng thua. Đội mình chơi 2 lần, 3 lần, 4 lần cũng thua. Và chung cuộc thì đội mình vẫn thua. Trước khi các bạn bị phạt, mời các bạn cùng đến với một kịch bản vui nhộn ngay sau đây. Xin mời. Thưa quý vị, đây là phần cuối cùng của 7 nụ cười. Rồi, đội mình bây giờ sẽ có một cái niềm vui mới. Tức là chỉ có một người bị phạt thôi. Hên xui bê đuổi, có một cái mũ đặc biệt. Mũ đó sẽ bị phạt, hai người còn lại mỉm cười cho qua. Có khi nào hôm nay là ngày của anh luôn không anh Luật? Tôi rất sợ. Hôm nay tôi với dạ làm sao đâu á. Rồi, mời. Em hết mà anh Luật nói gì vậy? Anh đúng một cái là trúng luôn nè. Anh Luật, em tin luôn là anh sẽ vượt qua được khúc này. Rồi, mình để tôi đứng đây mẹ thôi. Nhắm mắt lại được. Đây, Trương Thế Vinh. Mời Vinh ngồi xuống. Có ý kiến gì trước khi... Em không có ý kiến gì hết. Em muốn ai đổ nước cho người em? Vinh, cả cuộc đời mình có bao giờ được tắm bằng hoa hậu xối nước đâu. Đúng, hoa hậu xối nước cho em. Hoa hậu. Nếu phải được chết
ta sẽ chết với tay người đẹp. 1, 2, 3. Rã đích thôi. Những ký ức anh và em, tìm em trong cơn mưa. Nghe nặng lắm, không rã đích nổi. Ngồi tội nghiệp anh Vinh. Trời ơi, cái chữ tội nghiệp anh Vinh rất xạo luôn á. Cái chữ tội nghiệp anh Vinh rất xạo. Để em phụ cho anh. Rồi, upload. Ngân, hãy hát bài Happy New Year coi. Happy New Year. Đây, phỏng vấn, cảm giác thấy sao? Như em bé vậy đó. Cảm giác rất là tuyệt vời. Thêm dạ. Thao nữa, thêm thao nữa. Thao không? Hát bài của anh được rồi đó nha. I'm feeling happy. Hát đi. Ôi, cho em bơi luôn đi. Bơi đi. Em nước không? Em nước rồi. Rồi, hết nước rồi. Ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất là nhiều, cho rất là vui. Và cảm ơn Hoa hậu đã mang tới một cái không khí vui trong những ngày đầu xuân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi.